Xin chào các vị, quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái món cá lóc kho nghệ nhé. Chia sẻ các bạn món cá lóc kho nghệ kiểu Nghệ An ạ. Thì đầu tiên là mình sẽ về đi ra chợ mua cá này, chuẩn bị cá này. Và nói như thế này, cá phải rửa sạch và rửa bằng muối, nước muối nhé. Chúng ta sạt muối cho sạch cái nhờn cái củ của cá, rửa sạch đi và mình bỏ vào nồi như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cái bước ướp cá. Nguyên liệu để chuẩn bị ướp cá, thứ nhất là chúng ta có hành tâm này. Hành tâm này là hành tâm của Nghệ An. Đây, thì ở Nghệ An mình mua về, mình chuẩn bị một cái túi hành như thế này để mình làm cá này, kho cá, kho cá này, kho gà thì gà rất là ngon nhé. Hành tâm mình thì ở Nghệ An thì em mua về xong em rửa sạch sẽ, xong em phơi một tí một nắng cho nó heo héo tí, xong thì em sẽ bỏ vào ngăn đá và ăn cả năm luôn các bạn nhé. Mình dùng cả năm luôn. Ớt ít đất cay này và nghệ và nước mắm và thứ một số gia vị mình cần thiết. Và bây giờ em sẽ tiến hành ướp cá nhé. Chúng ta cho hành tâm vào, cá chúng ta ướp khoảng tầm 30 phút. Tí đường vào nhé, một tí thôi. Các bạn nha, khi mà có cái hành tâm này vào thì cá không bị tanh nhé. Hành tâm của Nghệ An thơ, hành tâm này thì cá nó không bị tanh. Xem mình ướp cá chưa? Và chúng ta tiến hành ướp cá khoảng tầm 3 phút nhé. Món cá lóc kho nghệ nhé. Bây giờ chúng ta đã ướp cá thì khoảng 3 phút rồi, chúng ta sẽ đem ra đi kho. Chúng ta sẽ đem đi kho nhé. Thank you.
sôi đều như thế này thì mình nên chở cá đi. Chở nước con cá vào đều cho. Mình cho nhỏ đường. Đây các bạn nhé, món cá của mình vừa kho xong nhé, rất là ngon, thơm luôn. Đây, cho các bạn xem nhá, món cá của mình ngon không? Đó, ngon chi? Thơm quá, cái này ăn với cơm trắng của mình thì khỏi phải chê luôn. Các bạn hãy làm món cá này cho gia đình ăn nhé. Chúc các bạn ăn ngon miệng nhé. Thôi mình ăn cơm đây. Nếu các bạn thấy những cái món ăn của mình ngon thì các bạn hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhé, các bạn nhé.